Chủ đề ngày hôm nay là đối soát và tính phí cho Shopee. Bước 1, các bạn truy cập vào website kinhdoanhvui.com. Ở đây thì mình có giới thiệu một số phần mềm mà do mình viết để hỗ trợ người bán. Sau đó click vào đối soát. Tại đây bạn cần chọn file đơn hàng và file ví. Ở đây mình có hướng dẫn cách xuất file, đó là mình chọn tab tất cả, sau đó chọn ngày và bấm xuất. Các bạn lưu ý là chỉ chọn tab tất cả nha. Còn file ví thì các bạn cũng chọn tab tất cả, chọn thời gian. Tuy nhiên thời gian ở ví thì các bạn chọn dư khoảng 10 đến 20 ngày so với ngày đối soát, để đảm bảo các đơn hàng mà mình gửi đi rồi thì đã về tiền, để đảm bảo đối soát được chính xác hơn. Sau đó mình chọn file và chọn bắt đầu đối soát. Đến đây thì các bạn có thể nhìn thấy được phí cố định, phí giao dịch, voucher do shop tạo ra, combo của shop và tiền trợ giá từ Shopee, cũng như là số lượng sai lệch trong đơn hàng. Đến đây các bạn có thể quan sát được các đơn thành công, các đơn lỗi, những đơn hoàn hàng, đang giao hoặc là đơn hủy, thất lạc. Đảm bảo rằng Shopee đang trả đúng số tiền và sản phẩm mà bạn đã bán ra. Còn cột bên phải giúp đối soát cho các bạn biết là dòng tiền được Shopee cộng dồn lại có chính xác hay không, hay cộng thiếu cho bạn. Mình đã từng xảy ra trường hợp là trong ví mình có 100.000 nhưng đơn hàng 20.000, sau đó Shopee cộng lại mình có 110.000 trong ví thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn đối soát thành công nhé.